미친놈. Chị Melissa Kurz, 48 tuổi, là một bà mẹ hai con đang sống tại Florida, đang lái xe chở con gái Harper đến cuộc thi hoa khôi của trường. Để thư giãn một chút trên hành trình nhàm chán kéo dài 45 phút, chị lấy điện thoại ra để chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, một tháng sau xem lại ảnh, chị Melissa tá hỏa khi phát hiện một gương mặt ma lấp ló ở băng ghế sau lưng mình. Hồn ma trông giống như một cậu bé trạc tuổi con gái chị, và trong xe lúc ấy không có ai ngoài hai mẹ con. Cực kỳ sốc, chị Melissa vội vã mang cho những người bạn của mình xem, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Tôi nghĩ tôi cần phải cho nhiều người biết về bức ảnh này. Bức ảnh này là thật và lúc ấy chỉ có hai mẹ con tôi ở trong xe thôi. Có nhiều người có niềm tin vào kiếp sau và có lẽ bức ảnh này đã chứng minh cho điều đó, ít nhất là với tôi. Những người đã xem bức ảnh này tỏ ra dễ chịu khi biết điều đó, chị Melissa chia sẻ. Sau đó chị Melissa tìm hiểu về đoạn đường mà mẹ con chị chụp ảnh tự sướng khi đi ngang qua thì phát hiện rằng hôm ấy cũng là ngày tưởng niệm của một tai nạn giao thông đã xảy ra trước đây. Chị Melissa cho rằng hồn ma nọ chính là nạn nhân xấu số của vụ tai nạn giao thông này. Rất nhiều nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên đã tham gia phân tích hình ảnh này và không tài nào tìm ra được lời giải thích hợp lý. Một người trong số họ cho rằng dường như bàn tay của hồn ma đang hướng về phía Harper để cảnh báo cô bé thắt dây an toàn vào. Greg Pocha, giám đốc trung tâm siêu tâm lý học, lý giải hiện tượng siêu nhiên và kiếp sau tại Adelon Project Canada cho biết, sau khi sử dụng phần mềm phân tích hình ảnh chuyên dụng của FBI và CIA, cậu bé trong ảnh không có màu hay nhiệt độ, do đó có nhiều khả năng đây là một bức ảnh ma thật. Ông Greg nói thêm, những hồn ma như cậu bé này có nhiều khả năng linh hồn đã lìa ngay khỏi xác khi vụ tai nạn xảy ra. Có thể cậu bé vẫn chưa biết rằng mình đã chết. Cũng có thể linh hồn cậu bé sẽ ám trên đoạn đường cao tốc này mãi mãi. Cảnh báo có thể là mục đích, nhiệm vụ không bao giờ hoàn thành của con ma này. Cảnh báo để những người khác không phải lặp lại bi kịch của mình. Rõ ràng việc ai đó quên cài dây an toàn làm hồn ma này không vui, ông Greg cho biết. Dẫu vậy, chị Melissa cho biết chị không sợ bởi những hiện tượng siêu nhiên luôn diễn ra xung quanh con gái chị. Ở đoạn đường chúng tôi chụp ảnh đã xảy ra một vụ tai nạn vào đúng một năm trước. Khi tôi nhìn vào băng ghế sau, tôi có cảm giác như ai đó đang tan biến đi rất nhanh. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu không cung cấp thông tin cụ thể như tôi hỏi, vì thế tôi càng tin rằng đó là một đứa trẻ. Chia sẻ suy nghĩ về việc hồn ma nọ đang cố cảnh báo con gái chị, Melissa nói, lúc nào tôi cũng phải nhắc con bé về chuyện phải cài dây an toàn khi đi xe. Tôi đã bị phạt 13 lần trong vòng 2 năm chỉ vì con bé quên cài dây an toàn. Con bé cứng đầu lắm, mặc dù tôi luôn cố gắng để mắt đến con để nhắc nhở ngay. Chị Melissa cho rằng cậu bé ma đang đưa hai ngón tay cứ như một người bạn nghịch ngợm làm tai thỏ ngay trên đầu cô bé Harper vậy. Tôi nghĩ cậu bé chỉ muốn nghịch ngợm chút thôi, đó là một dấu hiệu lạc quan đấy chứ, chị Melissa nói. Tuy vậy tôi rất cảm kích nếu cậu bé ấy tử nạn vì quên cài dây an toàn và giờ đây cố gắng cảnh báo những người bạn nhỏ cũng từng sơ suất như cậu năm xưa. Về phần cô bé Harper, người được cho rằng có nguồn năng lượng kỳ lạ thu hút những hiện tượng siêu nhiên, chị trả lời rất đơn giản khi thấy cậu bé ma. Ồ, có con ma kìa, có gì to tát đâu mẹ. Vào một ngày cuối thu năm 1999, người dân thôn Lăng Viên, thành phố Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc đã phát hiện ra hai kẻ có hành tung đáng ngờ đang lén lút đào bới một ngôi mộ cổ trong làng. Sau khi bị bắt giữ, hai kẻ này thừa nhận hành vi trộm mộ của mình. Câu chuyện những tưởng sẽ kết thúc ở đó. Không ngờ rằng, từ đường hầm mà mộ tặc đào được tại ngôi mộ cổ kia, hậu thế đã tìm ra mắt xích khiến nhà đường diệt vong. Thành phố Bảo Kê nằm ở phía tây tỉnh Thiểm Tây. Vùng đất này từ thời xa xưa luôn là vị trí quân sự được các triều đại hết sức coi trọng. Thôn Lăng Viên, nơi phát hiện ra ngôi mộ cổ, nằm ở trên ngọn đồi thuộc phía bắc thành phố. Trước mắt nhìn ra sông Vị, sau lưng tựa vào núi Lũng. Đứng trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy toàn cảnh dãy Tần Lĩnh. Ngôi mộ thôn Lăng Viên được đặt tại nơi có vị trí quân sự cũng như địa thế phong thủy đặc biệt. Điều này khiến hậu thế tin rằng chủ nhân của ngôi mộ ấy nhất định là một nhân vật không tầm thường.
Nhiều đời qua, người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau giai thoại về một vị vương gia được chôn cất ở phía đông làng. Nhưng danh tính cụ thể của vương gia ấy lại là điều không ai biết rõ. Năm 1999, sau khi sự việc của hai kẻ mộ tặc bị phát hiện, người ta đã tiến hành khai quật ngôi mộ cổ này và tìm thấy một tấm bia mộ bên trên có ghi Á Cố Hiền Đức Thái Phu Nhân. Từ thông tin này, mọi người đều khẳng định chủ nhân mộ cổ Lăng Viên đích thị là một người phụ nữ. Nhưng rốt cuộc, vị phu nhân này là ai, xuất thân trong gia tộc nào? Đúng lúc mọi chuyện tưởng như đã lâm vào bế tắc, thì một thông tin quý giá đã làm sáng tỏ những thắc mắc này. Theo lời kể của các bậc cao niên, bên cạnh ngôi mộ cổ này còn có một ngôi mộ khác đã bị san bằng từ những năm 70 của thế kỷ 20. Quả nhiên cách đó 20 mét, người ta tìm thấy một ngôi mộ cổ số 2 có quy mô không khác gì lăng mộ đế vương với đầy đủ sơn môn, thần đạo, hiến điện. Trên bia ở lối vào ngôi mộ có khắc bốn chữ Đại Đường Tần Vương. Nói tới danh xưng Tần Vương của triều nhà Đường, hậu thế sẽ nghĩ ngay tới Tần Vương Lý Thế Dân. Nhưng nhân vật này sau khi mất rõ ràng đã được an táng tại Chiêu Lăng. Vậy vị Tần Vương nằm ở Lăng Viên là ai? Sau khi quét sạch lớp bụi trên tấm bia, danh tính của chủ nhân ngôi mộ đã dần được hé lộ. Tấm bia khắc dòng chữ nguyên văn đầy đủ là Đại Đường Tần Vương Trung Kính Mộ Chí Minh, nghĩa là người nằm trong ngôi mộ từng được phong làm Tần Vương, sống ở thời nhà Đường, tên gọi Trung Kính. Lật lại các tài liệu chính sử thời nhà Đường, tuy rằng không tìm ra vị Tần Vương nào có tên Trung Kính, nhưng nhân vật có khả năng là chủ nhân của ngôi mộ bề thế này lại chỉ có một người. Đó chính là Tần Vương Lý Mậu Trinh, người được ví như mắt xích khiến nhà Đường diệt vong. Dựa theo những ghi chép của chính sử, Lý Mậu Trinh vốn tên là Tống Văn Thông, người Bát Giả, Thâm Châu, sống vào thời nhà Đường. Năm 18 tuổi, ông gia nhập quân ngũ. Nhờ lập được công lớn trong cuộc bình định phản loạn, Tống Văn Thông được Đường Hy Tông ban tên, từ đó về sau trở thành Lý Mậu Trinh, đồng thời nắm quyền lớn trong quân đội nhà Đường. Khi thế lực ngày càng lớn mạnh, Lý Mậu Trinh dần trở nên lộng quyền, nhiều lần can dự vào triều chính. Sau khi Đường Hy Tông mất, tân đế Chiêu Tông kế vị, Mậu Trinh càng tỏ ra bất kham. Đường Chiêu Tông vì bảo vệ quyền lực của mình liền khởi binh thảo phạt Lý Mậu Trinh, nhưng kết quả đại bại, còn bị quân địch thừa thế dẫn quân bao vây thành Trường An. Bấy giờ Chiêu Tông chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phong Lý Mậu Trinh làm Tần Vương để hóa giải mối nguy này. Sự ngang ngược và kiêu ngạo của Lý Mậu Trinh đã trở thành cơ hội cho Đông Bình Vương Chu Ôn lợi dụng. Kẻ họ Chu từ lâu ôm ý đồ mưu phản này đã nhân cơ hội Lý Mậu Trinh bắt giữ Chiêu Tông ở Phượng Tường, liền phái binh bao vây nơi này hơn một năm. Rơi vào đường cùng, Lý Mậu Trinh đành phải đầu hàng, đồng thời giao nộp hoàng đế. Sau lần thất bại ấy, thế lực của vị Tần Vương này đã bị tổn hại nghiêm trọng. Năm 907, Chu Ôn lập ra nhà Hậu Lương, triều đại nhà Đường chính thức diệt vong. Về phần Lý Mậu Trinh, ông cương quyết không quy phục Hậu Lương mà vẫn sử dụng tước hiệu do nhà Đường ban cho. Năm 924, Lý Mậu Trinh bị bệnh qua đời ở Phượng Tường, hưởng thọ 69 tuổi. Sau khi nhà Hậu Lương bị diệt, Hậu Đường được thành lập. Đường Trang Tông ca ngợi Lý Mậu Trinh có lòng trung thành, khôi phục sắc phong Tần Vương cho ông, lại ban thêm thụy hiệu là Trung Kính. Căn cứ vào những tư liệu này, có thể khẳng định ngôi mộ bề thế ở Bảo Kê đích thị thuộc về Tần Vương Đại Đường Lý Mậu Trinh và phu nhân của ông. Từng là một nhân vật quyền khuynh thiên hạ vào những năm cuối thời nhà Đường, việc Lý Mậu Trinh tự chuẩn bị cho mình một nơi an nghỉ chẳng thua gì đế vương cũng là điều dễ hiểu.